Hoài Linh âm thầm đón Phi Nhung về Việt Nam, phải công bố thôi. Sau gần 2 tháng Phi Nhung ra đi, cả nước vẫn còn chìm trong đau buồn. Ai cũng xót thương cho một số phận tài năng nhưng bạc mệnh. Tất cả người hâm mộ ai cũng vẫn thương tiếc cho giọng ca bông điên điển. Thì hôm nay trong một buổi livestream mới nhất của danh hài Hoài Linh, trong khi đang giao lưu cùng với khán giả sau nhiều tháng ở ẩn vì lâm sầm từ thiện với bà Nguyễn Phương Hằng, Giữa buổi trò chuyện, Hoài Linh bất ngờ buộc miệng để lộ thông tin vô cùng chấn động, đó là Phi Nhung vẫn còn sống và đang được điều trị tích cực tại Mỹ. Dù chưa rõ lời nói này của Hoài Linh là thật hay giả, nhưng cộng đồng mạng đã lập tức xuất hiện hàng loạt bình luận, tranh cãi dữ dội. Dân mạng chia làm hai luồng ý kiến trái chiều, một bên cho rằng có lẽ ý của nghệ sĩ Hoài Linh là Phi Nhung vẫn còn sống, nhưng là sống trong trái tim của người hâm mộ và những người yêu mến Phi Nhung bên còn lại lại cho rằng cũng có thể phi nhung còn sống thật và vì hoài linh tiết lộ như vậy có thể đang ám chỉ cho chúng ta điều gì đó bởi cũng có nhiều người cho rằng cái chết của phi nhung vẫn còn rất nhiều điều bất thường và bí ẩn chưa được giải thích sau khi và miệng tiết lộ chuyện động trời tưởng chừng như hoài linh sẽ ngay lập tức lên tiếng đính chính tin đồn nhưng không anh lại tiếp tục giữ im lặng và không hề có một động thái hay lời giải thích nào ngay sau đó Hàng loạt like, cộng đồng mạng liên tục để lại lời bình luận phía dưới, yêu cầu Hoài Linh phải ra mặt giải thích rõ ràng chuyện Phi Nhung, chứ không thể tiếp tục im lặng như vậy nữa. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và Phi Nhung là hai cái tên gạo cội trong showbiz Việt. Với kinh nghiệm làm nghề lâu năm, tài năng vượt trội, họ có chỗ đứng vững vàng và được đàn em nể trọng. Trong quá khứ, Phi Nhung và danh hài Hoài Linh là cặp đôi bạn thân thiết. Họ cùng đi show, làm chương trình, ngoài đời thì gần gũi như người nhà. Thời điểm còn hoạt động ở Mỹ, Phi Nhung thậm chí còn đến tận nhà Nam Danh Hài để hỏi cưới đàn anh. Cô cho biết mẹ Nam Danh Hài rất quý mình nên mặc cho cả hai không nên duyên, bà sau đây vẫn gọi Phi Nhung là con dâu hụt. Được biết Danh Hài Hoài Linh chính là người nâng đỡ, dìu dắt Phi Nhung khi cô mới vào nghề. Ngay cả chiếc áo dài đầu tiên giọng ca bông điên điển mặc đi diễn cũng là đàn anh tặng cho. Sau này nam danh hài còn sáng tác bài hát Giờ xa lắm rồi để tặng cho nữ ca sĩ Từ khi về Việt Nam hoạt động Phi Nhung và danh hài Hoài Linh vẫn giữ được quan hệ thân thiết như cũ Họ không ngại liếc mắt tình tứ trên sân khấu Thừa nhận tình cảm đặc biệt mình dành cho đối phương Đó không phải là tình yêu mà là sự trân trọng Yêu quý giữa những người đồng nghiệp Vốn đã quá gắn bó với nhau xôn sao ba ruột wendy xác nhận phi nhung còn sống chuẩn bị về việt nam như chúng tôi đã thông tin đến quý vị trong bản tin trước thì gần đây trên mạng xã hội liên tục rầm rộ tin đồn cho rằng phi nhung vẫn còn sống và đang được điều trị tích cực tại một trong những bệnh viện lớn nhất tại mỹ thông tin này không chỉ được lan truyền trong nước mà ngay cả những người hâm mộ phi nhung tại mỹ cũng nghi ngờ độ xác thật của thông tin này để cung cấp đến cho quý vị những thông tin chính xác nhất thì chúng tôi đã liên lạc với bố ruột của wendy anh Phạm Trung. Để có buổi phỏng vấn cụ thể về tình hình hiện tại của Phi Nhung và những thông tin hành lang về việc Phi Nhung còn sống. Sắp hơn nữa là một thông tin chấn động mà bố Andy đã cung cấp cho chúng tôi. Cụ thể toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn này là gì và bí mật mà bố ruột Wendy đang nắm giữ kinh khủng đến mức nào thì xin mời quý vị và các bạn xem tiếp bản tin ngay sau đây. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về ca sĩ Phi Nhung mỗi ngày. Cụ thể vào sáng nay, chúng tôi đã liên lạc được với bố ruột của Wendy để sắp xếp một cuộc phỏng vấn liên quan đến ca sĩ Phi Nhung. Trong cuộc phỏng vấn, anh tiết lộ rất nhiều thứ, từ sức khỏe hiện tại của Phi Nhung cho đến quá trình điều trị tại Mỹ. Sốc hơn nữa là cái chết giả dạ của Phi Nhung, anh cho biết. Ngay từ giai đoạn đầu phát hiện mắc Covid-19, Phi Nhung nhập viện Gia An 11 năm, sau đó sức khỏe chuyển nặng và phải chuyển qua bệnh viện chợ rẫy để điều trị. Nhưng tình hình sức khỏe vẫn không mấy khả quan, cộng thêm lùm sầm ăn chặn tiền cách xe của Hồ Văn Cường do bà Nguyễn Phương Hằng khui ra. Vậy nên gia đình đã quyết định sẽ đưa Phi Nhung âm thầm sang Mỹ để điều trị. Về việc làm đám tang giả cũng nhằm mục đích tránh né dư luận. Hơn nữa anh cho biết sức khỏe hiện nay của Phi Nhung đã ổn định hơn, có thể xuất viện sớm và sẽ có một thông báo đặc biệt quan trọng anh muốn gửi đến cho những người hâm mộ Phi Nhung. Đó là Phi Nhung sẽ về Việt Nam trong thời gian tới và quay trở lại showbiz. Đây là thông tin cực kỳ vui dành cho những ai luôn yêu mến giọng hát của ca sĩ Phi Nhung. Sau khi cập nhật những thông tin quý giá này đến người hâm mộ, thì ai nấy đều vui mừng, chúc mừng cho ca sĩ Phi Nhung đã tai qua nạn khỏi. Nhưng bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng chia làm hai lũ ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng Phi Nhung giả chết như vậy là đúng, bởi có quá nhiều thị phi và lầm sầm từ trên trời rơi xuống, được tạo ra bởi vị CEO nào đó nên việc giả chết là cách tốt nhất để dập tan mọi tin đồn và tránh những điều tiếng không hay về mình. Nhưng bên còn lại cho rằng, sau khi điều trị xong, thì Phi Nhung phải lãnh mọi hậu quả do mình gây ra, bởi việc giả chết còn làm đám tan giả, đã lấy đi không ít nước mắt của những người yêu mến Phi Nhung là một điều không chấp nhận được. Pháp luật nên vào cuộc giải quyết việc của Phi Nhung. Trên mạng xã hội hiện vẫn đang tranh cãi không ngừng về sự việc Phi Nhung vẫn còn sống. Còn bạn bạn nghĩ sao về sự việc này? người duy nhất vạch trần kế hoạch đám tan giả của Phi Nhung, tất cả đã bại lộ. Hôm nay chúng tôi vừa nhận được một thông tin cực sốc về ca sĩ Phi Nhung. Theo như nội dung trong bản tin trước mà chúng tôi đã cập nhật đến cho quý vị, thì tin đồn ca sĩ Phi Nhung còn sống là sự thật. Cô đang được điều trị Covid-19 tại một trong những bệnh viện hàng đầu nước Mỹ. Và để có thêm nhiều thông tin hơn về sự việc này, chúng tôi đã liên lạc với vị bác sĩ trưởng khoa chính hiện đang chăm sóc cho Phi Nhung trực tiếp trao đổi với ông về tình hình hiện tại của Phi Nhung. Ngoài ra ông cũng bật mí cho chúng tôi biết mục đích thật sự của Phi Nhung khi dàn dựng nên vở kịch này. Vậy mục đích thật sự mà vị trưởng khoa này muốn nói đến là gì và nó kinh khủng đến mức nào? Thì xin mời quý vị và khán giả hãy xem tiếp bản tin ngay sau đây. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất từ ca sĩ Phi Nhung. Và qua cuộc trao đổi với vị bác sĩ trưởng khoa vào sáng nay, ông cho biết Phi Nhung hiện đang được điều trị tại bệnh viện này tình hình sức khỏe tuy chưa ổn định nhưng cũng khả quan hơn từ ngày đầu nhập viện. Ông cho biết, thực chất Phi Nhung đã được âm thầm chuyển đến Mỹ từ lâu, nhưng dường như lúc đó lầm sầm ăn chặn tiền cách xê của Hồ Văn Cường quá lớn, lại thêm áp lực vô hình đến từ CEO Đại Nam. Nên phía quản lý cũng như gia đình của Phi Nhung đã quyết định viết nên màn kịch này nhằm tẩy trắng tội lỗi và đánh lạc hướng dư luận. Khi chúng tôi phát hiện sự việc này, thì phía ekip Phi Nhung yêu cầu giữ bí mật với lý do Bệnh viện bảo mật thông tin bệnh nhân là yêu cầu hàng đầu. Vậy nên chúng tôi không thể làm được gì, cũng không thể công bố đến với quý vị khán giả. Nay sự việc đã bị phanh phui thì bệnh viện chúng tôi mới dám công bố. Qua cuộc phỏng vấn ngắn với bác sĩ thì quý vị có thể thấy chắc chắn rằng ca sĩ Phi Nhung còn sống thật 100% và hiện tại cô đang được chăm sóc rất tận tình bởi các y bác sĩ hàng đầu nước Mỹ. Trước đó, ca sĩ Vi Nhung đã nhập viện điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Gia An 115, nhưng bệnh chuyển biến nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối 26 tháng 8. Khi nhập viện, Phi Nhung phải sử dụng máy trợ thở và được lọc máu liên tục. Trong đợt dịch lần thứ tư này, ca sĩ Phi Nhung đã tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ bà con nghèo và ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, như mua máy thở cho các bệnh viện để phục vụ công tác điều trị, tặng suất ăn từ thiện và phát quà cho người nghèo.